82. Học tiếng Việt tại nhà hàng 1. 82. Học tiếng Việt tại nhà hàng 1. 1. Chỗ. 1. Chỗ. Xin mời vào. Có mấy người ạ? Xin mời vào. Có mấy người ạ? 3 người ạ. Có chỗ không? 3 người ạ. Có chỗ không? Vâng, mời theo hướng này. Vâng, mời theo hướng này. Cho tôi chỗ gần cửa sổ. Cho tôi chỗ gần cửa sổ. 2. Đặt hàng. 2. Đặt hàng. Xin mời vào. Anh đã đặt trước chưa? Xin mời vào. Anh đã đặt trước chưa? Không. Chưa. Không. Chưa. Xin lỗi. Anh phải đợi một chút ạ. Xin lỗi. Anh phải đợi một chút ạ. Tôi phải chờ bao lâu? Tôi phải chờ bao lâu? 3. Chỗ ngồi cấm hút thuốc. 3. Chỗ ngồi cấm hút thuốc. Anh sẽ ngồi ghế cấm hút thuốc hay chỗ hút thuốc ạ? Anh sẽ ngồi ghế cấm hút thuốc hay chỗ hút thuốc ạ? Cho anh chỗ ngồi hút thuốc. Cho anh chỗ ngồi hút thuốc. Này, muốn chết hả? Bỏ hút thuốc rồi mà. Này, muốn chết hả? Bỏ hút thuốc rồi mà. À, đúng rồi. Đúng vậy nhỉ. À, đúng rồi, đúng vậy nhỉ.